82760. Khi nhận được máy thì anh điện cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 256G. Anh điện ở Diễn Châu, Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Như anh điện và mọi người đang thấy ở trên màn hình thì bên trong máy rất là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết của cây máy này Và giải thích cho anh Điện và mọi người về những đặc điểm của một cây máy ZIN cụ thể Ở đây là một cây máy ZIN chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên Nên là mọi người thấy là máy rất là sạch đẹp như thế này Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả Đấy, Hiện tại mọi người mua trên thị trường thì mặc dù là các thợ các shop cũng sẽ phải nói là máy zin thì mới bán được hàng nhưng để đạt được tình trạng máy zin chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên được sạch đẹp như này thì rất là ít máy đã được và hầu hết máy zin ở trên thị trường chỉ đạt được cái tình trạng là mền zin màn zin tức là hai bộ phận ở trên máy là mền và màn zin còn hầu hết là đã bị thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận của người nhé À, chứ không được uh, zin uh, nguyên bản như uh, máy của Tupac mobile uh, chọn về bà và bán cho mọi người như thế này uh, đầu tiên thì về phần pin ở đây anh uh, điện và mọi người có thể thấy đây là pin zin uh, theo máy uh, thì nó sẽ có đặc điểm của pin zin theo máy và cái thứ hai là ở một cây máy mở ra lần đầu tiên uh, thì anh uh, điện và mọi người có thể thấy là trên bề mặt của quả pin thì rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả mọi nhá đây. ở đây thì không có một hạt bụi nào cả à, trên bề mặt của quả pin thì anh điện và mọi người cũng có thể thấy là rất là mịn màng phẳng phiu nó không bị nhăn nhau gồ ghê và trên bề mặt của quả pin thì nó có một cái màu đen rất là đặc trưng rất là đồng nhất chứ nó không phải là chỗ đen chỗ bị bạc màu phông chữ ở trên pin thì ở đây anh nhận điện và mọi người có thể thấy là được in rất là đẹp, rất là sắc nét, không bị mờ, không bị nhòe. kể cả những cái quả, những cái logo như logo quả táo ở đây, anh nhá. và đây là siêu pin zin theo máy, siêu pin zin theo máy thì rất là mỏng và được dán rất là đẹp. đây là siêu pin zin theo máy ở phía dưới. Đây chỉ là đầu của siêu pin thôi mọi người nhé Chút nữa thì khi mà lật viên pin này lên Thì Tupan Mobile sẽ cho anh điện Và mọi người xem phần uh, Phần uh, siêu pin ở phía dưới Cái lớp siêu pin ở phía dưới Nếu là siêu pin ZIN Thì nó sẽ tách ra được thành hai lớp Còn nếu mà là, là siêu pin lô Thì sẽ không tách ra được như thế anh nhé Và đây là camera trước của máy Thì ở đây anh nhấn điện Và mọi người có thể thấy là uh, Camera trước của máy trong vắt không có bụi không có bạc gì cả tại vì ở trên một cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì chưa thể thay camera và chưa thể rửa camera và máy còn áp suất zin chống nước rất là tốt nên là nó chống được cả bụi nên là bụi cũng chưa vào được camera nên là những cây máy như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp và đây là phần nhạc của camera sau thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là phần đẹp này rất là đẹp rất là sạch không có bụi bẩn không có dấu vân tay sáng cái màu sáng của kim loại rất là sáng anh nhá rất là sạch thì cái điều này thì chứng chứng minh là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa và tiếp theo thì đây là cái nẹp ở trên bên thì Đồng thời nó cũng là cái nhạc pin à, Thì ở đây anh có thể thấy là Ở cái phần màu đen ấy Thì nó rất là sạch Nó không có bụi bẩn ấy, Nó không bạc màu Và nó không bị rách anh nhé à, Không có dấu vân tay Và ở cái phần bằng kim loại Thì cũng uh, rất là sạch ấy. Không có dấu vân tay Không bị uh, bụi bẩn à, Thì cái việc này thì chứng minh là 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 chưa có dấu hiệu Của việc bị bàn tay thợ động chạm Và đầy để thay thế sửa chữa Và đây là Cái cái siêu ở trên bên thì anh có thể thấy là rất là sạch đẹp và nó không bị bạc màu, hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả, không có dấu vân tay và sang đến phần màn hình thì cái miếng siêu đen lớn ở trên màn hình ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là cái miếng siêu này rất là sạch, nó không có bụi bẩn không bị rách và không có dấu vân tay thì cái điều này thì chứng minh là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ hay những cái tác động của việc bị sửa chữa ở trên màn hình này thường thì những cái tác vụ mà thay thế sửa chữa ở trên màn hình này thì sẽ để rất là nhiều để lại rất là nhiều dấu vết ở trên cái tấm siêu đen lớn này mọi người nhé và đây là một chi tiết rất là quan trọng ở trên màn hình thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là đây là một cái miếng uh, uh, siêu đèn nhỏ ở trên màn hình uh, apple làm cái miếng siêu này ra để uh, kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa hay chưa nếu mà cái siêu này mà bị rách hoặc là có dấu hiệu bị bóc ra và dán lại uh, thì chắc chắn là cái màn hình này đã bị thay thế sửa chữa rồi còn ở đây thì mọi người thấy là vẫn còn nguyên anh nhé chưa rách và chưa có dấu hiệu của việc bị bóc ra và dán lại Đấy. À, đây là kính bảo vệ của camera trước thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là ở xung quanh của cái kính bảo vệ camera trước thì sẽ có một cái vòng đệm bằng mút chạy xung quanh Apple làm cái miếng đệm này ra để nhằm bảo vệ camera trước Đấy. thì ở những cây máy mà đã bị ép kính ép cảm thì nó sẽ không có cái vòng đệm bằng mút này mọi người nhé và ở trên những cái màn lô thì hầu như là không có Đấy. nhưng hiện tại thì em thấy là có một số máy có một số màn hình lô hiện tại đã có nhưng mà nó cũng sẽ không được đẹp như thế này Đấy. nhìn nó rất là dại thì cái điều này thì chứng minh là cái màn hình này chưa bị ép kính ép cảm và chưa bị thay màn mọi mà người nhé và đây là quỳ tím ở trên máy thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là thứ nhất là hình dạng của quỳ tím rất là đẹp nó không bị móp méo không có keo lem nhem ở xung quanh cái, cái điều này thì chúng mình là cái quỳ tím này là đi theo máy từ đầu chứ không phải là bị bóc ra từ máy khác và dán lại hiện tại ở trên thị trường thì có khá là nhiều máy khi mà uh, máy có dấu hiệu bị vào nước tức là quỳ tím bị đỏ thì các thợ các shop sẽ uh, bóc quỳ tím ở một cây máy khác và dán sang để, để xóa cái dấu vết quỳ tím bị đỏ đó nhưng mà ở trong cái trường hợp đó thì thì uh, cái hình dạng của quỳ tím nó sẽ hơi móc méo một chút và sẽ có keo len nham ở xung quanh chứ không được đẹp như thế này mọi người nhé Đấy. ở đây thì mọi người thấy là nó có màu trắng thì chứng tỏ là máy chưa bị vòng nước và ở dưới này thì mọi người có thể thấy là đây là cái con chip thu vân mobile thì rất là cố gắng để quay rất là sát rất là rất là chi tiết Đấy. nói chung là zoom zoom to hết, hết mức có thể luôn Đấy. để cho mọi người có thể nhìn rõ nhất Đấy. Đấy. chứ không chứ không không uh, chứ không phải là che giấu mọi người cái vấn đề gì à, thì cái con chip ở trên màn hình này được uh, hàn với màn hình bằng một cái 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 đường hàn mọi người thấy là nó rất là mịn rất là bóng rất là phẳng mọi người nhé thì cái điều này thì chúng mình là đây là cái mối hàn của hãng tức là tức là hãng người ta làm sản xuất ra như này chứ không phải là là thợ hàn như này. Đấy, tức là nó, nó chứng minh là cái con chip này đi theo với màn hình từ đầu chứ không phải là bị khò ra từ máy từ màn hình khác và hàn lại ở trên màn hình này mọi người nhé Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh điện xem lại số IMEI của máy một lần nữa. Số IMEI của máy là 82760. Và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB mà anh Điện ở Diễn Châu, Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Đấy. À, Tú Vân Mobile thì rất là rõ ràng. Đấy, khi mà mở máy thay pin thì có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho thứ nhất là khách hàng mua cây máy đó và thứ hai là đăng công khai ở trên kênh để chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán. À, chuẩn chỉ là máy zin chưa đúng ốc à, chứ không phải là chỉ quảng cáo bằng mồm bằng miệng à, Những cái lần mà cho xem lại số email như thế này à, thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong một quá trình mở máy mọi người nhé Anh Điện và mọi người có thể xem à, kỹ lại bên trong máy một lần nữa à, Bên trong máy thì như anh Điện và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp Hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả không có dấu vân tay không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì và bây giờ thì Thu Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy để có thể thay tặng cho anh điện một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin ở trên cây máy này số email của máy là 82760 khi nhận được máy thì anh điện cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé Và đây là khâu đầu tiên trong những khâu để Tú Vân Mobile có thể mở cây máy này ra và thay tặng cho anh điện một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin Đây là khâu nhỏ nước tách để nhằm làm giảm kết dính của Zin. Đây là một cây máy Zin chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên nên hiện tại dòng kết dính giữa màn hình và vỏ máy là dòng zin theo máy từ đầu mọi người nhé. Dòng zin theo máy thì dính sẽ rất là chắc. Nếu không có quá trình nhỏ nước tách thì công việc mở máy sẽ khá là khó khăn và nó sẽ tiềm ẩn rủi ro hơn khá là nhiều. số email của máy là 82760. Khi nhận được máy thì anh điện cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là video mở máy lần đầu tiên của cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB mà anh điện ở Diễn Châu, Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Đối với cây máy này thì Tú Vân Mobile có tặng anh điện một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin và theo yêu cầu của anh thì bên em mở cây máy này ra để thay tặng cho anh luôn vào bên trong máy và như mọi người thấy thì khi mở máy lần đầu tiên thì bên em có quay lại video video này sẽ được gửi thứ nhất là cho anh điện tức là khách hàng mua cây máy này và thứ hai là đăng công khai ở trên kênh để chứng minh máy của tú vân mobile bán ra chuẩn chỉ là máy zin chưa đúng ốc và mở ra thì bên trong rất là sạch đẹp, không có dấu vết của việc bị thay thế sửa chữa. Mọi người có thể thấy là gioăng zin theo máy thì dính rất là chắc. Mặc dù là đã nhỏ nước tách nhưng việc mở máy thì cũng vẫn khá là khó khăn. Nó khó hơn khá là nhiều so với những cây máy mà trước đó đã bị mở mọi người nhé. anh điện có thể thấy đây là dòng zin theo máy tu vân mobile sẽ cố gắng để giữ được tối đa dòng zin theo máy cho anh điện ở trên cây máy này để khi đóng lại áp suất sẽ dựa chủ yếu bằng áp suất zin theo máy như thế thì áp suất sẽ rất là tốt và áp suất sẽ rất là bền mỏng nhé không như áp đóng lại ở đây thì anh Điện có thể thấy đây là dòng zin theo máy dính từ bên nọ sang bên kia. Và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB mà anh Điện ở diễn Châu Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Bên trong máy thì anh Điện và mọi người có thể thấy ở trên màn hình là máy rất là sạch đẹp. hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. À, không có dấu hiệu của việc bị thay thế sửa chữa. À, bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ à, cho anh điện và mọi người xem lại số IMEI của máy một lần nữa. Việc à, cho xem lại số IMEI thì chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. À, số IMEI của máy là 82760. Khi nhận được máy thì anh điện cứ kiểm tra đúng số IMEI thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 256 GB. Anh điện ở Diễn Châu Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Như anh điện và mọi người đang thấy ở trên màn hình thì bên trong máy rất là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết của cây máy này và giải thích cho anh điện và mọi người về những đặc điểm của một cây máy zin cụ thể ở đây là một cây máy zin chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên nên là mọi người thấy là máy rất là sạch đẹp như thế này Đấy, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả Đấy, hiện tại mọi người mua trên thị trường thì mặc dù là các thợ các shop cũng sẽ phải nói là máy zin thì mới bán được hàng nhưng để đạt được tình trạng máy zin chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên được sạch đẹp như này thì rất là ít máy đã được và hầu hết máy zin ở trên thị trường chỉ đạt được cái tình trạng là mền zin màn zin tức là hai bộ phận ở trên máy là mền và màn zin còn hầu hết là đã bị thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận mọi người nhé chứ không được zin nguyên bản như Máy của Thú Vân Mobile chọn về bà và bán cho mọi người như thế này đầu tiên thì về phần pin ở đây anh điện và mọi người có thể thấy đây là pin zin theo máy thì nó sẽ có đặc điểm của pin zin theo máy và cái thứ hai là ở một cây máy mở ra lần đầu tiên thì anh điện và mọi người có thể thấy là trên bề mặt của quả pin thì rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả mọi nhé ở đây thì không có một hạt bụi nào cả trên bề mặt của quả pin thì anh điện và mọi người cũng có thể thấy là rất là mịn màng phẳng phiu nó không bị nhăn nhau gồ ghê và trên bề mặt của quả pin thì nó có một cái màu đen rất là đặc trưng rất là đồng nhất chứ nó không phải là chỗ đen chỗ bị bạc màu phông chữ ở trên pin thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là được in rất là đẹp rất là sắc nét không bị mờ không bị nhòe kể cả những cái quả những cái logo như logo quả táo ở đây anh nhá. và đây là siêu pin zin theo máy siêu pin zin theo máy thì rất là mỏng và được dán rất là đẹp đây là siêu pin zin theo máy ở phía dưới đây chỉ là đầu của siêu pin thôi mọi người nhé chút nữa thì khi mà lật viên pin này lên thì tu mobile sẽ cho anh điện và mọi người xem phần Uh, phần uh, siêu pin ở phía dưới cái lớp siêu pin ở phía dưới nếu là siêu pin zin thì nó sẽ tách ra được thành hai lớp còn nếu mà là, là siêu pin lô thì sẽ không tách ra được như thế anh nhé và đây là camera trước của máy thì ở đây anh nhấn điện và mọi người có thể thấy là uh, camera trước của máy trong vắt uh, không có bụi không có bạc gì cả uh, tại vì ở trên uh, một cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì chưa thể thay camera và chưa thể rửa camera và máy còn áp suất zin chống nước rất là tốt nên là nó chống được cả bụi nên là bụi cũng chưa vào được camera nên là những cây máy như thế này thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp và đây là phần đẹp của camera sau thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là phần đẹp này rất là đẹp rất là sạch không có bụi bẩn không có dấu vân tay Đấy, sáng uh, uh, cái màu sáng của kim loại rất là sáng anh nhá Đấy, rất là sạch Đấy. Uh, thì cái điều này thì chứng chứng minh là chưa có dấu hiệu của việc uh, bị bàn tay thợ động chạm vào đây để thay thế sửa chữa uh, và tiếp theo thì đây là cái nẹp ở trên bên uh, thì đồng thời nó cũng là cái nẹp pin uh, thì ở đây anh có thể thấy là ở cái phần màu đen ấy, thì nó rất là sạch nó không có bụi bẩn Đấy, nó không bạc màu và nó không bị rách anh nhá Đấy, không có dấu vân tay và ở cái phần bằng kim loại thì cũng uh, rất là sạch Đấy, không có dấu vân tay không bị bụi uh, bẩn Đấy. thì cái việc này thì chúng mình là 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 chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào đây, đây để đầy để thay thế sửa chữa và đây là cái cái siêu ở trên bên thì anh có thể thấy là rất là sạch đẹp và nó không bị bạc màu hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả không có dấu vân tay và sang đến phần màn hình thì cái miếng siêu đen lớn ở trên màn hình ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là cái miếng siêu này rất là sạch nó không có bụi bẩn không bị rách và không có dấu vân tay thì cái điều này thì chứng minh là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ hay những cái tác động của việc bị sửa chữa ở trên màn hình này thường thì những cái tác vụ mà thay thế sửa chữa ở trên màn hình này thì sẽ để rất là nhiều để lại rất là nhiều dấu vết ở trên cái tấm siêu đen lớn này mọi người nhé và đây là một chi tiết rất là quan trọng ở trên màn hình thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là đây là một cái miếng Uh, siêu đèn nhỏ ở trên màn hình, uh, Apple làm cái miếng siêu này ra để uh, kiểm chứng xem là một cây máy đã bị thay thế sửa chữa hay chưa. Nếu mà cái siêu này mà bị rách hoặc là có dấu hiệu bị bóc ra và dán lại uh, thì chắc chắn là cái màn hình này đã bị thay thế sửa chữa rồi. Còn đời đây thì mọi người thấy là vẫn còn nguyên nhá. đấy nhá, chưa rách và chưa có dấu hiệu của việc bị bóc ra và dán lại. đấy đây là kính bảo vệ của camera trước thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là ở xung quanh của cái kính bảo vệ camera trước thì sẽ có một cái vòng đệm bằng mút chạy xung quanh Apple làm cái miếng đệm này ra để nhằm bảo vệ camera trước Đấy. thì ở những cây máy mà đã bị ép kính ép cảm thì nó sẽ không có cái vòng đệm bằng mút này mọi người nhé và ở trên những cái màn lô thì hầu như là không có nhưng hiện tại thì em thấy là có một số máy có một số màn hình lô hiện tại đã có nhưng mà nó cũng sẽ không được đẹp như thế này nhìn nó rất là dại Đấy, thì cái điều này thì chứng minh là cái màn hình này chưa bị ép kính ép cảm và chưa bị thay màn mọi mà người nhé và đây là quỳ tím ở trên máy thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là thứ nhất là hình dạng của quỳ tím rất là đẹp nó không bị bóp méo không có keo lem nhăn ở xung quanh thì cái điều này thì chứng minh là cái quỳ tím này là đi theo máy từ đâu chứ không phải là bị bóc ra từ máy khác và dán lại hiện tại ở trên thị trường thì có khá là nhiều máy khi mà máy có dấu hiệu bị vào nước tức là quỳ tím bị đỏ thì các thợ các shop sẽ bóc quỳ tím ở một cây máy khác và dán sang để xóa cái dấu vết quỳ tím bị đỏ đó. Nhưng mà ở trong cái trường hợp đó thì thì cái hình dạng của quỳ tím nó sẽ hơi móc méo một chút và sẽ có keo lem nham ở xung quanh chứ không được đẹp như thế này mọi người nhé. Ở đây thì mọi người thấy là nó có màu trắng thì chứng tỏ là máy chưa bị vào nước. Và ở dưới này thì mọi người có thể thấy là đây là cái con chip. Tu Vân Mobile thì rất là cố gắng để quay rất là sát, rất là rất là chi tiết, nói chung là zoom zoom to hết hết mức có thể luôn để cho mọi người có thể nhìn rõ nhất để. chứ không chứ chứ không không chứ không phải là che giấu mọi người cái vấn đề gì thì cái con chip ở trên màn hình này được hàn với màn hình bằng một cái 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 đường hàn mọi người thấy là nó rất là mịn rất là bóng rất là phẳng mọi người nhé thì cái điều này thì chứng minh là đây là cái mối hàn của hãng tức là tức là hãng người ta làm sản xuất ra như thế này chứ không phải là là thợ hàn như này Đấy, tức là nó, nó chứng minh là cái con chip này đi theo với màn hình từ đầu chứ không phải là bị kho ra từ máy từ màn hình khác và hàn lại ở trên màn hình này mọi người nhé và bây giờ thì tú vân mobile sẽ cho anh điện xem lại số email của máy một lần nữa số email của máy là 82760 và đây là bên trong cây máy iPhone XS phiên bản quốc tế 256 g mà anh điện ở Diễn Châu Nghệ An đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile Uh, Tú Vân Mobile thì uh, rất là rõ ràng Đấy, Khi mà mở máy thay pin thì có video mở máy lần đầu tiên uh, Để gửi cho uh, thứ nhất là khách hàng mua cây máy đó Và thứ hai là đăng công khai ở trên kênh Để chứng minh là máy của Tú Vân Mobile bán uh, chuẩn chỉ là máy zin chưa đúng ốc uh, Chứ không phải là chỉ quảng cáo bằng mồm bằng miệng uh, Những cái lần mà cho xem lại số email như thế này uh, Thì để chứng minh là tu vân mobile không cháo máy trong một quá trình mở máy mọi người nhé anh điện và mọi người có thể xem uh, kỹ lại bên trong máy một lần nữa Đấy. bên trong máy thì như anh điện và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả Đấy. không có dấu vân tay Đấy không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa uh, bất cứ một cái gì. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành tháo pin zin ra khỏi máy để có thể thay tặng cho anh điện một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng origin ở trên cây máy này. À Vân Mobile sẽ dán hai miếng giấy lên phần camera để tránh bị bụi vào camera trong quá trình mở máy và tiếp theo là hai miếng giấy một miếng giấy cũng được nhưng mà dán hai miếng giấy thì nó sẽ đảm bảo hơn hai miếng giấy lên phần thân máy hai miếng giấy lên phần thân máy để tránh vỏ máy bị chơi xước trong quá trình tháo pin zin ra khỏi máy mọi người có thể thấy là pin zin theo máy được kết dính bằng cái dính bằng một lớp siêu pin zin theo máy, cái lớp siêu pin zin theo máy này thì kết dính khá là chắc mọi người nhé. Nên là mọi người thấy là tuvyn mobile vừa phải nhỏ một uh, chút nước tách để làm uh, giảm kết dính của siêu pin zin. và đây là siêu pin zin theo máy thì ở đây anh điện và mọi người có thể thấy là là, là cái đặc điểm của siêu pin zin theo máy là nó sẽ tách ra được thành hai lớp mọi người nhé chính xác thì nó là ba lớp nhưng mà một nhưng mà một cái lớp thì nó rất là mỏng thường thì nó sẽ dính vào vào một cái lớp khác Đấy, nên là thường là là chỉ tính là hai lớp thôi Đấy, cái lớp này nó rất là mỏng ấy nhé lớp này nó là lớp trung gian Đấy, lớp này thì thì, thì thì nó nó không dính nhưng mà nó sẽ dính vào hai lớp còn lại Đấy một lớp thì đây một lớp thì đây Đấy. nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không tách ra được như thế này nhá siêu pin lô thì nó chỉ là một lớp thôi siêu pin zin thì nó chứng minh là cây máy này chưa bị thay pin và chưa bị thay vỏ mọi người nhé hiện tại thì ở trên thị trường thì mọi người cũng gặp nhiều máy đã thay vỏ mọi người nhé thay bỏ vỏ, vỏ là rất là nguy hiểm tại vì sao thay vỏ rất là nguy hiểm và tu vân mobile thì hầu như là không bao giờ bán cây máy nào thay vỏ cả nếu mà có bán thì sẽ bán thanh lý với một mức giá rất là rẻ và nói rõ tình trạng nhưng hiện tại mọi người mua trên thị trường thì sẽ gặp nhiều máy đã thay vỏ nhưng mà người bán thì vẫn nói với mọi người là máy zin thì cái ý zin ở đây của người ta là menzin zin màn zin chứ nó không phải là zin nguyên bản một người nhé Đấy, tức là ở trong máy là men zin màn zin còn vỏ thay hoặc là một số bộ phận khác đã thay thì người ta vẫn tính là máy zin thì thay vỏ thì có thể là trước đây vỏ đã bị uh, nát bị vỡ thì ở trong cái trường hợp đó thì uh, máy đã bị tác động lực rất là mạnh Đấy, nên là cũng sẽ không Máy cũng sẽ không còn, à, nói chung là nó sẽ có ảnh hưởng đến máy Nó nó không bên nữa mọi người nhé Chưa kể là thay thế sửa chữa những cái bộ phận ở bên trong nữa Chứ nó không phải riêng vỏ nữa Tại vì khi mà có một cái lực tác động như thế Thì thì, thì, thì nói chung là, là cái khả năng cao là sẽ bị hỏng hóc một cái thứ gì đó Nên là người ta sẽ phải thay thế sửa chữa trước khi bán ở đây thì Tu Vân Mobile sẽ cho anh điện và mọi người xem lại số IMEI một lần nữa. Thì cái lần cho xem lại số IMEI như thế này thì để chứng minh là Tu Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy. À, số IMEI của máy là à, 82760. Khi nhận được máy thì anh điện cứ kiểm tra đúng số IMEI thì anh nhận anh nhé và đây là bên trong máy đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên à, nên là cái nẹp pin như mọi người thấy trên màn hình cái cái nẹp ở trên bên à, chưa lần nào có ai bóc ra từ khi máy được bán mới ra mọi người nhé nên là nó sẽ có một cái lực dính ở đây thì mọi người thấy là vừa xong thì tú vân mobile đã tháo tháo tất cả những cái con ốc ở trên 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 cái nẹp này bây giờ tú vân mobile thử dốc mọi người nhé Đấy. Dốc dốc như thế nhưng mà nó không rơi. thì bây giờ Tuvon Mobile sẽ lấy một cái kẹp để kẹp nó lên. Đấy, kẹp nó lên. Cái đặc điểm của một cái nẹp khi mà mở ra lần đầu tiên chưa bị tách ra bao giờ thì nó sẽ có một một cái lực dính mọi người nhé. Như mọi người thấy là tu vân sóc nhưng mà nó không rơi. Đấy, kẹp lên thì nó mới mới lên thôi. Đấy, và bây giờ thì lần thứ hai thì tuvon mobile sẽ dán lại mọi người nhé cố gắng dán lại Đấy. và bây giờ thì tuvon mobile sẽ sóc gốc nó ta chỉ cần dốc nhẹ là đã rơi rồi Đấy. thì ở cái lần mở thứ hai thì nó, nó sẽ không còn cái lực dính đó nữa mọi người nhé và đây là 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 những cái chân rắc connect ở trên uh, trên bên thì uh, ở đây ánh điện và mọi người có thể thấy đây là cây máy mở ra lần đầu tiên nên là chưa có thợ nào người ta động chạm vào những cái chân rắc có đách này nên là anh thấy là nó rất là đẹp và cái thứ hai là ở xung quanh những cái chân rắc có đách này nó sẽ là những cái đệm bằng mút này nhá đệm bằng mút thì những cái đệm này thì anh thấy nó rất là đẹp nó chưa bị sùn xoăn nếu mà cái đệm này mà bị sùn xoăn thì chứng tỏ là mền đã bị sửa nhưng ở đây thì anh thấy là nó nó rất là đẹp nó chưa bị sùn xoăn chứng tỏ là mền chưa sửa và cái thứ hai là nó bò rất là rất là khớp vào những cái chân rắc connect thì cái điều này thì chúng mình là những cái chân rắc connect này chưa bị tháo ra và đóng vào nhiều lần đấy nhá đấy thì nó mới còn khít và khớp như này đấy. thường thì những máy máy dựng ấy thì những cái đệm bằng mút như thế ở trên xung quanh chân rắc connect thì nó khá là xấu đấy. Bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ tiến hành tắt nguồn và tháo pin zin ra khỏi máy. Ở thời điểm hiện tại thì iPhone XS theo Tú Vân Mobile thì nên thay pin. Tại vì XS ra đời từ năm 2018, năm nay là năm 2024. cũng được khoảng 6 năm rồi nên là cái viên pin phải thay là cái chuyện rất là bình thường và phải thay thì pin nó mới được tốt được chứ còn mọi người cứ mong là pin pin cao thì nó cũng không tốt được bằng bằng pin thay đâu mọi người nhé và máy của Tung Vân Mobile nhập về thì nó là hàng zin nguyên bản và nếu mà có thay pin cho mọi người thì cũng sẽ có video mở máy lần đầu tiên Đấy chứng minh là trước khi thay pin thì, thì máy chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và thông số của pin zin theo máy thì ở đây mọi người có thể thấy là 2658 2658 mAh. Đấy thì cái thông số này là của uh, pin zin theo máy mới mọi người nhá, chứ còn uh, pin theo máy cũ này thì nó chỉ đạt được tầm độ khoảng 2000 hơn 2000 một chút. Đấy, chứ nó không đạt được 2658 và cái viên pin này mặc dù là đã hết giá trị sử dụng nhưng nó vẫn còn chứa cái cổ cắp của pin zin theo máy thì cái này sẽ có cái tác dụng khi mọi người uh, muốn bán máy thì mọi người phải cầm theo cái viên pin này đi thì sẽ bán được giá cao hơn tránh bị ép giá mọi người nhé bình thường mọi người mua máy ở trên thị trường mà đã bị đã được đã thay pin sẵn rồi ấy, thì rất là ít khi có cái pin theo máy này mọi người nhé tại vì Vân mobile thì nhập về nguyên cây tức là một cây máy nguyên bản và thay pin thì cũng có video mở máy lần đầu tiên gửi cho mọi người nên là cái pin zin này thì lúc nào cũng sẽ có để gửi về cho mọi người mọi người nhé Tu Mobile đã vệ sinh sạch cái phần thân máy như mọi người thấy là rất là sạch và vệ sinh thì cũng khá là dễ tại vì cái siêu pin zin theo máy thì Apple làm ra thì người ta tính toán hết rồi lúc dính thì dính rất là chặt nhưng mà vệ sinh thì cũng khá là dễ và đây là viên pin Tu Mobile sẽ thay tặng cho anh điện ở trên cây máy này đây là một viên pin của iPhone XS hàng ở chính hãng Origin dung lượng cao thông số của pin thì ở đây ánh điện có thể thấy là uh, nó là 3150 mAh à, tức là nó cao hơn cái thông số của pin zin theo máy mới khá là nhiều và đặc biệt là pin theo máy cũ thì nó chênh lên khá là nhiều nó chênh lên đến khoảng 1000 mAh mỗi nhé nên là khi mà thay vào thì nó sẽ cho cái thời lượng sử dụng tốt hơn rất là nhiều Đấy cái loại pin này thì chất lượng rất là tốt, thứ nhất là dung lượng nó 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 chuẩn, Đấy. tất nhiên là nó sẽ không chính xác được 100% một trăm nó có cái dung sai, nó có dung sai nó cộng trừ khoảng 200 trăm mAh theo như thông số của nhà sản xuất, Đấy. nhưng mà nó không chênh lệch nhiều mọi người nhé, có thể chênh lên, có thể vượt lên hoặc có thể xuống một chút, Đấy. nhưng mà như thế thì nó cũng là cái thông số cũng khá là chuẩn chứ nó không giống như nhiều loại pin ở trên thị trường thông số cao nhưng mà thực ra thì nó không đạt cao với lại pin này thì nó bền mọi người nhá nó rất là bền luôn một viên pin này thay vào mọi người có thể dùng được khoảng năm rưỡi đến khoảng 2 năm chứ còn pin bình thường thì nhiều khi mọi người dùng mấy tháng thì nó đã hỏng rồi ở đây thì anh có thể thấy là những cái dòng chữ như siêu nén này tối ưu sạc nhanh và bền bỉ và đây là tem chính hãng của Origin này nhá. Bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành lắp viên pin này vào trong máy cho anh Số email của máy là 82760. Khi máy đến thì anh điện cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Và đây là bên trong máy sau khi Tu Vân Mobile đã thay tặng cho anh điện một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin, tem chính hãng của Origin đây anh nhé. Bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại nẹp pin. Đóng lại áp suất và dán cường lực để chuyển cây máy này về cho anh anh Điện. Chân thành cảm ơn anh Điện ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tin tưởng ở Tú Vân Mobile và đặt mua cây máy này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.